Thưa quý vị, chương trình truyền hình thứ năm 13 tháng 12 trên kênh 7 gồm có 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Đức Mô tô cảnh sát tập 7, 6 giờ phim hoạt hình Toon Disney, 6 giờ 30 phút chào ngày mới, 7 giờ du lịch và cuộc sống, 7 giờ 20 phút ngày chủ nhật của em, 7 giờ 50 phút kịch thiếu nhi vòng tròn ước mơ, 8 giờ 20 phút em yêu khoa học Eureka, 8 giờ 35 phút chuyện lạ bốn phương, 9 giờ nhân đạo xã hội, 9 giờ 25 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam chuyên án chưa kết thúc tập 7 và 8, 11 giờ điểm tin bóng đá Ý, 11 giờ 25 phút văn nghệ thiếu nhi vườn âm nhạc, 12 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc bản lĩnh người đẹp tập 23 và 24, 13 giờ 45 phút giai điệu bốn phương, 14 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Hàn Quốc tìm mẹ tập 6, 15 giờ 20 phút thế giới giải trí, 15 giờ 40 phút khoa học và đời sống dự án cảng Hiệp Phước Nhà Bè, 16 giờ thế giới đó đây kiến ăn thịt, 17 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc Hoàng đế Vĩnh Lạc tập 17 và 18, 18 giờ bản tin kinh tế, 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo, 19 giờ những người bạn nhỏ, 19 giờ 30 phút bác sĩ gia đình, 19 giờ 50 phút tình thế giới, 20 giờ chương trình hát giới ngôi sao, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút ký sự huyền bí sông Hằng, 21 giờ 20 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam KTX tập 9, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Sóng gió cuối Triều Minh tập 14, 23 giờ 30 phút sức khỏe gia đình, tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao.